Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, Chủ nhật tuần trước, Chủ nhật đầu mùa chay, chúng ta đã nghe tin mừng kể lại ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đi vào cuộc chiến đấu thiêng liêng với Chúa Giêsu trong mùa chay thánh. Và Chủ nhật hôm nay, thứ hai mùa chay, tin mừng Thánh Matthew lại mời gọi chúng ta tiếp tục đi vào một cuộc chiến đấu khác, cuộc chiến đấu đức tin. Quả vậy, đời là một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu nào thì cũng có kẻ bại, người thắng. Trong cuộc chiến đức tin, biết bao người đã thất bại. Chúng ta được lời Chúa nâng đỡ và được gương sáng của Chúa Kitô thúc đẩy, chúng ta đi vào cuộc chiến đấu đức tin ấy với niềm tin tưởng sự chiến thắng. Chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người không bị vấp ngã và bỏ cuộc trên hành trình đức tin, trên hành trình theo Chúa Kitô, trên hành trình thập giá. Quả vậy, những bài đọc ngày hôm nay nâng đỡ đức tin của chúng ta. Bài đọc 1, sách Sáng Thế, nói về hành trình đức tin của tổ phụ Abraham. Abraham được Thiên Chúa mời gọi bỏ lại sau lưng mình quê hương xứ sở, bỏ lại sau lưng mình quê cha đất tổ, bỏ lại tất cả những gì là kỷ niệm, tất cả những gì là thân thương nhất. Chúa mời gọi ông lên đường, lên đường tới một vùng đất xa xôi, vùng đất ông chưa hề nghe nói tới, vùng đất ông chưa hề đặt bước chân tới, vùng đất ông không biết ở đâu. Chỉ có phía trước là lời hứa. Chúa hứa làm cho ông trở thành một dân mới. Chúa hứa chúc phúc cho ông. Chúa hứa ban cho ông trở thành mối chúc phúc cho muôn người. Tất cả chỉ là lời hứa. Tất cả chỉ là một nẻo đường đức tin. Phía trước là đường xa dặm thẳm. Phía trước là tương lai mù mịt. Phía trước là những thách đố. Lời hứa thật hấp dẫn, lời hứa thật tuyệt vời. Nhưng hành trình để đạt đến những phúc lợi của lời hứa ấy là hành trình không chút dễ dàng. Ta hãy theo dõi bước chân của cụ Abraham để ta thấy được nẻo đi quanh co ấy. Chúa hứa cho Abraham trở thành tổ phụ của một dân tộc. Dân tộc ấy đông như sao trời, ngút ngàn như cát biển. Vậy mà Abraham đối diện với những cơn thử thách, cả hai ông bà khi tuổi đã già mà vẫn không có một mụn con. Cho đến khi Abraham sinh ra một người con trong lúc tuổi già, lại là người con của nàng hầu, không phải là người con của lời hứa, không phải là người con của người vợ chính thức. Ishmael ra đời không phải là lời chúc phúc, là lời hứa Chúa ban cho ông. Ông vẫn tiếp tục lầm lũi bước đi trong hành trình đức tin của mình, cho đến khi đón nhận hồng ân là đứa con do chính người vợ ông là Sarah sinh ra. Isaac, đứa con của tuổi già. Ông sinh ra Isaac, và quả thật lời Chúa hứa dường như ông đã đụng chạm đến. Chúa ban cho ông trở thành cha của một dân tộc. Điều đó được khởi đi từ Isaac con ông.
Nhưng nếu ta lần theo cuộc đời của Abraham với những bước sau đó, ta sẽ thấy ông đối diện với những cơn chiến đấu, ông đối diện với những cuộc thử thách tưởng chừng vượt khỏi tất cả những gì mà sức con người có thể chịu đựng. Khi trẻ Isaac độ chừng 10 tuổi, có lời Đức Chúa nói với Abraham: "Hãy đem con trẻ lên núi và sát tế cho ta." Đòi hỏi đó của Đức Chúa thật là phi lý. Đòi hỏi đó của Đức Chúa thật là vượt khỏi những gì mà con người có thể chấp nhận. Đòi hỏi đó vượt qua tất cả mọi lý lẽ của tự nhiên. Nếu Thiên Chúa là đấng giàu tình yêu và rất mực xót thương, thì làm sao Ngài lại không biết được nỗi đau của Abraham khi Ngài đòi Abraham dâng tiến đứa con duy nhất của mình? Chúa có biết không lòng Abraham quặn đau? Thế nhưng Kinh Thánh làm cho chúng ta kinh ngạc, bởi vì Abraham không một lời đối thoại, Abraham không một lời phân trần, Abraham không một lần mặc cả. Ông lầm lũi làm theo điều Chúa muốn. Ông thắng lửa, chất củi lên và dẫn theo con là Isaac lên núi. Trong khoảnh khắc, ông rút gươm để sát tế người con duy nhất của mình. Và ta lại thấy kinh ngạc biết bao kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa đón nhận tấm lòng của Abraham. Một cánh tay thiên sứ đã đỡ lại nhát gươm định mệnh ấy và cứu sống Isaac. Một con cừu mắc sừng trong bụi cây như một sự chuẩn bị để Abraham có lễ vật thay thế cho người con duy nhất của mình. Quả thật hành trình đức tin của Abraham là một hành trình diệu vời. Đức tin của chúng ta, hành trình chiến đấu của chúng ta, thử thách của chúng ta gặp trong cuộc đời này, nào có đáng gì với thử thách của Abraham? Những phi lý chúng ta gặp trên cuộc đời này đáng gì với phi lý Abraham đã gặp? Nước mắt mà chúng ta phải đối diện với cuộc hành trình này đáng gì với nước mắt phải nuốt vào trong của Abraham khi ông quyết định hiến tế con mình? Chỉ những ai trung tính đến cùng thì mới nhận được thấy Thiên Chúa luôn là đấng yêu thương. Thiên Chúa luôn làm những điều kỳ tuyệt cho những ai tín thác nơi Ngài. Và thưa cộng đoàn, chúng ta nghe trích đoạn tin mừng của thầy Matthew nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi. Tin mừng không nói cho chúng ta Chúa biến hình trên núi nào, nhưng truyền thống vẫn cho rằng Chúa biến hình trên núi Tabor. Trên núi thánh, Chúa hiển dung, Chúa bày tỏ dung mạo của đấng phục sinh cho ba môn đệ thân tín của mình. Đó mới chỉ là khúc dạo đầu của một bản trường ca thập giá, của một bản trường ca với những nốt thăng trầm và không ít những lần đảo phách để các môn đệ ngậm ngùi và ngay cả sấp mình vấp ngã với mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu. Đức Giêsu biết trước sự yếu đuối của các ông. Đức Giêsu biết trước con đường phía trước là gian lao và khổ ải. Ngài cho các ông được nếm trước vinh quang của đấng phục sinh. Ngài mời gọi các ông mạnh dạn tiến lên, cho dù nẻo đường phía trước có khi mây mù giăng lối. Chính khi các ông cảm nhận được vinh quang của đấng phục sinh,
Các ông đón nhận được niềm vui đến độ muốn ở luôn trên núi của Đức Chúa. Thì Đức Giê-xu mời gọi các ông hãy xuống núi. Cuộc hành trình của các môn đệ đi vào mầu nhiệm vượt qua của Thầy Chí Thánh là một cuộc hành trình đầy thử thách. Rồi chúng ta thấy sự thật thì các môn đệ đã ngã quỵ. Phê-rô mạnh mẽ biết bao cũng đã chối Thầy 3 lần trong cuộc vượt qua. Các môn đệ theo Chúa nhiệt tình biết bao nhưng cũng tan rã như một đàn chiên khi người ta đánh chủ chiên. Giu-đa, người môn đệ thân tín được trao nghĩa vụ quản lý thì đã bán đứng Thầy. Bối cảnh của các môn đệ trên hành trình thập giá ấy vẽ lên hành trình đức tin của chúng ta. Rất có thể chúng ta cũng đã từng chối Đức Giê-xu như môn đệ Phê-rô. Rất có thể chúng ta cũng đã bán Chúa Giê-xu như Giu-đa bán Thầy. Chúng ta ghi trong lý lịch của mình không tôn giáo để tìm một vị trí xã hội. Chúng ta lừa dối chính lương tri của mình để tìm những lợi lộc bất chính. Những lúc ấy ta vẫn coi 30 đồng bạc to hơn Thầy Chí Thánh của mình. Và rất có thể chúng ta cũng sẽ giống như các môn đệ bỏ Chúa Giê-xu trong cuộc vượt qua vì sợ hãi, vì lắng lo, vì yếu đuối. Thế nhưng nếu chúng ta chỉ kể cho nhau về những vấp váp, kể cho nhau về những lần thất bại, kể cho nhau về những đau thương trên cuộc hành trình này, thì quả thật chúng ta đang nghe tin buồn của Chúa Giê-xu. Mỗi lần thừa tác viên của Chúa công bố lời của Đấng Hằng Sống thì lời đó vẫn là tin mừng được loan báo. Chúng ta không sợ hãi trước hành trình dặm thầm, nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào Đấng đã chiến thắng cái chết, vào Đấng đã làm cho thập giá nở hoa. Chúng ta can đảm bước đi trên chính nẻo đường của mình, bước đi cùng với những chông gai, gập ghềnh và sỏi đá, bước đi ngay cả những bước chân ngã quỵ giữa hành trình. Nhưng chúng ta xin Chúa đừng để ai trong chúng ta bỏ cuộc, đừng để ai cho chúng ta thoái lui, đừng để ai cho chúng ta vấp ngã trên hành trình ấy và không muốn đứng dậy tiếp tục để theo Thầy. Mùa chay, mùa tập luyện để chiến đấu thiêng liêng, chúng ta đi vào cuộc chiến của đức tin và tin rằng Đấng đã chiến thắng sẽ ở với chúng ta. Chúng ta tin rằng qua thập giá chúng ta sẽ được đón nhận ánh sáng của Đấng phục sinh. Qua những khó khăn chúng ta sẽ gặt hái được những hoa trái của hạnh phúc. Xin Đấng hiển dung trên núi thánh nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng ta. Xin Ngài giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cho dù có những lần ngã quỵ. Xin Ngài cho chúng ta can đảm theo Ngài lên đỉnh đồi Calvario để có thể chiêm ngắm vinh quang của một tử tội và nhờ đó có thể chiêm ngắm ánh rạng ngời của Đấng phục sinh vào buổi bình minh của ngày cứu độ. Ánh sáng mà Ngài đã tỏ lộ cho các môn đệ trên núi thánh hôm nay cũng sẽ là ánh sáng, sẽ là phần thưởng cho tất cả chúng ta nếu chúng ta kiên trung dõi bước theo Ngài.